đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tây Đô. Thương vụ là sao bà? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau cũng gần quá ha. Có nửa đường rồi đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gần xa đâu. Giờ tình yêu cái gì cũng tới trơn á. Thôi, mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi Quốc Trị. Dạ, cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không chị? Dạ có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Vậy sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải? Mình là ở rể. Thì là gia lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm, nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý trại heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng lên mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi. Sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được một tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ em nói với mẹ, thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Bọn con chia tay khi con của con khoảng hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần. Lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng dạ. không? Với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để khai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Ôi, nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn. Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết, ăn thua là mình yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo điều đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cái cách đối xử giữa gia đình hai bên. Và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Xin chào chú. Chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới, sinh sống ở dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu, con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì? Tốt. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông? Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. Sao? Quốc Trị? Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng hề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại em cũng làm việc thị trường,
thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái chỉ yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn. Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Ông bà ngoại thương con quá, em qua thăm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa, mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu, bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong em mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu dạ, rồi? Dạ chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất rồi cái nếu được là em mua đất em cắt nhà luôn. Rồi tốt quá. Nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở muốn tiệm tóc. Mở thêm thì mở tiệm tóc vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ muốn hỏi anh một câu, tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên không luôn. Học nghề, học lên đại học ạ. Đã chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm lên hàng đầu. Với bản anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp, nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia, chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã thích rồi vậy mà, nếu mà nói không thích rồi thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không thích thì nếu anh thương em, lộn, em thương anh thì em ít mặt một cái tí, vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ. Cảm ơn anh. Ý nghĩa món quà em mở được không ạ? Được. Cái món quà này là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói với em là món quà này anh tặng. Không 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 không, thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nữa mua để dành, nào có bạn gái mới tặng. Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ dạ anh lo xa. Thấy cái gì được ý nghĩa là mua cất đó, còn tặng ai chưa biết. Dạ. Rồi em mở ra xem cái em gì. Mở nhá. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Rồi cảm ơn anh. Gì vậy em? Mà ghi truyền ạ. Rất là đẹp ạ. Chị hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. Con hơi chậm trong việc bấm nút. Dạ. Chú lo cho em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em thấy nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. Dễ thương mà. Chúng tôi gửi một những chiếc vé xem phim của hệ thống chiếu phim 212 Lý Chiến Thắng và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Và đây, hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Dạ.